Yeah.
Rồi vô phòng. Ông lội thì ông ngang kìa nè. Không rút được. A few moments later. Mở hay bơ vậy anh? Khó trả lời quá, không biết bơ hay mở. Đặt luôn nè chị. Đặt. Mở á, dầu mở mình xài á. Cái rồi đó luôn hả? Trời nhiều lắm, cái này mới bóc nữa nè. Bây giờ ra giá hủ tiếu đâu vừa được. Kỳ vậy. Nó sệt lại đó, xà bông với mỡ dầu nó lâu ngày nó sệt lại vậy. Tóc nữa là. Đặt hết đi hả? Không giải quyết cái nấm này như thế này luôn này cũng chín chết luôn á. Ủa ta, nó đóng lại như vậy á hả? Dạ, chị thấy là cái ống của mình nè, ra ngay chỗ này luôn nè. Đó, cái ống ở trong nhà tắm á, đấu nối ra ngay cái hố luôn. Rồi cái ống 60 nè, ở ngoài sân nè. Ở ngoài sân nè, rồi cái ống 60. Đó, cái ống nó nằm ngay đây luôn nè. Đó. Chị thấy không? Chị thấy ống không? Ừ. Tưởng dập cát trong về dầu mỡ gì ghê trời. À. Nó ăn nhà nó ăn đầu nướng không hà mà nó vừa bớt kiểu đó chết mẹ người ta rồi. Đó. Chưa, chị lấy máy chụp lại đưa cho người ta coi không? Cái Zalo mà cái gì quay gửi cho chị coi với vậy. Dạ. Không có cầm máy xuống. Thấy không? Đường hệ thống nào đường ống nó mà nó làm dở quá như vậy thì nó phải thải ra ngoài chứ, nó làm chung như vậy là bị phải rồi. Đâu phải riêng nhà chị ăn như vậy đâu, biết bao nhiêu nhà người ta ăn như vậy đâu có bị đến nổi dữ vậy. Nói chung là kỹ thuật đồng ống thôi, thì đồng ống nữa. Chứ đâu phải là một mình đâu, ai cũng nhà nào cũng bị vậy, chết mẹ người ta rồi. Chuyển qua ăn rau sống thôi, đừng có dầu. Thôi nó nướng, nó chiên, nó làm khí thế luôn á. Ống la bồ gà đầy luôn nè, nó bích ống la bồ. Ống là bộ nó chạy thẳng ra đây mở mà nó đóng đặt nó mà